Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Hiệp đây. Cảm ơn vì mọi người vẫn đón xem những clip xàm xí của mình. Mình biết là trong một khoảng thời gian vừa qua thì mình rất là lười trong việc ra những cái clip reaction mà các bạn yêu cầu ấy. Thế nhưng mà mình vẫn đang tìm cách để khắc phục về cái vấn đề đó là chữa bệnh lười của mình này, vấn đề bản quyền này, rất nhiều thứ nó đang ảnh hưởng đến cái vấn đề mình làm reaction. Chữa bệnh lười của mình. Và qua cái clip này thì mình cũng muốn các bạn hãy comment lại hoặc là đề xuất lại những cái dạng clip, dạng video mà các bạn muốn mình làm để mình có thể cố gắng phát triển cái kênh YouTube này của mình lớn hơn nhá. Nó dậm chân tại chỗ một khoảng thời gian rất là dài rồi và mình cũng thấy khá là buồn. Mình thì cũng phải thú thật với các bạn là trong suốt khoảng thời gian mà bắt đầu làm clip này, nó tính ra là khoảng từ 2016 đến bây giờ là gần 5 năm rồi. Mình vẫn làm clip một mình vẫn dựng, mình vẫn quay, mình vẫn đi diễn, rồi tất cả mọi thứ mình đều làm một mình hết. Nên là về chất lượng cũng như là cái số lượng nó vẫn còn đang rất bị hạn chế. Thế nhưng mà vẫn có những cái con người trai xinh gái đẹp vẫn âm thầm theo dõi và ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua, nên mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hôm nay tiện để tri ân những cái người theo dõi thì mình muốn giới thiệu với các bạn một fan trung thành của mình trong một khoảng thời gian. Mình không biết là ngắn hay là dài nhưng mà họ nhận họ là fan của mình nhá. Đó chính là Coolmate. Thì Coolmate là một giải pháp mua sắm dành cho các bạn nam. Mà cái việc lựa chọn hay là việc mua đồ ấy, nó chỉ diễn ra trong vài cái clip chuột thôi. Nghe có điêu không? Không điêu một tí nào luôn. Bởi vì Coolmate đã được rất nhiều các anh chị KOL và các bạn KOL trải nghiệm và sử dụng sản phẩm này rồi. Thật ra ấy, thì cái sản phẩm này mình cũng đã sử dụng được hơn một năm nay rồi. Nhưng mà đến tận vài hôm trước thì họ mới liên hệ mình. Không sao, muộn còn hơn không, đúng không các bạn? Cái hồi mà mình mới biết đến cái sản phẩm này, cái hội bạn của mình khoảng 4-5 thằng ấy, suốt ngày kiểu share nhau những cái code giảm giá khoảng tầm 30k hay là gì đấy. Các cụ bảo rồi, đẹp trai thì không bằng trai mặt. Mình cứ đặt hàng của Coolmate thế này, kiểu gì có một ngày họ mời mình trải nghiệm sản phẩm ngay. Đỡ phải mua. Các bạn thấy thiết kế của cái hộp này khá là đẹp đúng không? Vuông vắn mà trông nó rất là nam tính. Nói chung là ngay từ cái vỏ hộp này mình đã thấy rất là ưng rồi. Ok, mình sẽ mở ra xem bên trong có những cái gì nào. Thật ra thì theo như mình được biết thì một cái hộp đồ này đâu đấy khoảng tầm hơn 200.000 tầm đấy thì phải. Mình không nhớ chính xác lắm bởi vì ở đây nó ghi là không đồng. Dành cho những khách hàng thân thiết, lời nhắn, dành tặng voucher 30k dành cho hóa đơn chỉ từ 300k cho bạn và người thân. Quét mã dưới đây để nhận. Xịn quá. Nhận ngay một sản phẩm cực cool khi chia sẻ trải nghiệm kèm ảnh sản phẩm và check in tại fanpage. Mình không biết là bạn nào quét được không nhưng mà hãy quét đi nhá. Nếu bạn nào quét được thì hãy quét đi, mình không biết là nó có bắt nét vào không nhưng mà các bạn hãy quét đi. Mình cũng xin được giới thiệu luôn thì đây được gọi là một khu shop, một tủ đồ định kỳ của Coolmate. Thì nó sẽ bao gồm bao nhiêu nhỉ, 4 đến 5 sản phẩm trong một hộp đồ như thế này. Đấy, giá trị nó đâu đấy, độ khoảng tầm hơn 200.000 thế thôi. Mà đổi lại bạn được rất nhiều đồ như thế này. Ok, đầu tiên là một chiếc premium t-shirt cotton compact sản xuất tại Việt Nam, regular fit, size M. Mình tưởng là mình hỏi size L mà nhỉ. Xem mình biết có vừa không nữa. Một chút nữa mình sẽ mặc thử các bạn. Khi mà các bạn nhìn này các bạn có thể đoán được đây là một chiếc áo chống nhăn, rất là thoáng. Ok, tiếp theo là một chiếc khẩu trang. Mình cứ tưởng dạo này mình béo lên rồi, mặt mình không vừa nhưng mà rất là vừa, rất là fit, đeo rất là thoải mái. Không thở được bởi vì mình bị xoang. Đùa đấy, hít thở rất thoải mái luôn nhá. Các bạn yên tâm khi mà mua một tủ đồ như thế này. Đeo màu đen này trông nó có hơi kiểu bị gangster quá không nhỉ, trông nó kiểu kiểu như nào nhá. Mình thì mình chả bao giờ đeo khẩu trang màu đen cả, trông nó cứ láo láo thế nào ấy nhỉ. Tiếp theo là một chiếc quần underwear đến từ Coolmate. Nhìn này là biết không vừa, mình nghĩ nhỏ nhỏ này hợp thằng quay phim thôi nha. Tiếp theo sẽ là một đôi tất kháng khuẩn khử mùi. Úi xồi ôi, với một cái người mà bị phải gọi là như thế nào nhỉ, viêm cánh như mình ấy thì sản phẩm này thật sự là không cần thiết. Thôi thì tiện đây mình gửi cho thằng cameraman của mình. Ok, sản phẩm cuối cùng trong hộp đồ đó là một chiếc quần short. Đó, một chiếc quần short màu ghi. Wow. 57% cotton, 38% polyester, 5% spandex, chả biết spandex là gì. Nhưng mà nói chung là rất là thoải mái nghe. Khi mà mình sờ vào thì mình thấy rất là êm. Nói thì thôi mặc suốt. Mình sẽ để đường link mua sắm cho các bạn ở dưới phần mô tả nhé. Các bạn chỉ cần click vào là có thể tiến hành mua sắm ngay bây giờ rồi. Đây là tủ đồ định kỳ Cool Shop này, duy nhất tại Việt Nam, giá chỉ từ 229k. Nói chung là đấy, có rất nhiều các anh chị KOL rất là nổi tiếng đã trải nghiệm sản phẩm này rồi. Cái trải nghiệm đầu tiên của mình khi mà truy cập vào cái web mua sắm này thì nó rất là nhanh, nó rất là mượt mà. Mọi thứ nó rất là rõ ràng rành mạch. Đó, bước đầu tiên mình sẽ chọn size và màu quần áo này, quần lót này, chọn size và kiểu dáng, tất và vớ, ok, cổ ngắn màu đen. Đó, khi mà chọn xong hết rồi chỉ cần phải ấn tiếp tục thôi, nó sẽ chuyển sang bước đấy là chọn gói. Thì ở đây nó sẽ có 3 gói, đó là gói mua 1 tháng, mua 3 tháng và mua 6 tháng. Họ suggest mình mua 3 tháng, nhưng mà dạo này mình nghèo lắm, mình định mua 1 tháng thôi. Nhưng mà khi chúng ta mua càng nhiều tháng thì chúng ta sẽ tiết kiệm được càng nhiều thôi. Đây, nếu mà mua trong vòng 6 tháng tiết kiệm được tận 774.000, trong khi nếu mà mua một hộp chỉ được tiết kiệm 59.000 thôi. Ngoài cái tủ đồ định kỳ này ra thì cái số lượng sản phẩm cũng cực kỳ là đa dạng và nói chung là tha hồ cho các bạn lựa chọn. Đây,
sản phẩm áo dài tay này, nói chung là phù hợp với cái thời tiết bây giờ Hà Nội. Khi mà nhiệt độ người ta không đo bằng độ C nữa mà đo bằng độ cm rồi các bạn ạ. Trải nghiệm đặt hàng của mình trên web này nó rất là nhanh thôi, đâu đấy chỉ khoảng 1 đến 2 phút. Mình chọn size này, mình chọn màu sắc này. Ngoài ra thì mình phải điền thêm một số thông tin giao hàng các thứ, nói chung là nhanh. Còn về cái vấn đề giao hàng ấy, bạn nào mà nhân phẩm tốt ấy, vừa like vừa subscribe channel của mình ấy, chỉ khoảng 1 ngày là có đồ mặc rồi. Còn bạn nào mà xem clip xong phủi đít đi luôn ấy, 3 ngày mới có đồ nhá. Có khi còn thất lạc. Nhớ. Bởi vì là hàng made in Việt Nam 100%, thế nên là mình không phải lo lắng gì về chất lượng rồi. Như các bạn cũng biết thì những cái sản phẩm của Coolmade nó đều là những sản phẩm rất là basic thôi, về màu sắc rồi về kiểu dáng. Basic ở đây có nghĩa là dễ mặc, dễ sử dụng ấy. Cái điểm mà mình rất thích ở Coolmade đó chính là cái chất lượng hoàn thiện sản phẩm nó rất là cao, nó rất là tỉ mỉ. Tuy là local brand nhưng mà đối với mình thì chất lượng quần áo của Coolmade đủ để có thể so sánh với những cái hãng quần áo thời trang phổ biến mà được bày bán ở trung tâm thương mại. Chất liệu thì rất là thoải mái và thoáng mát mà mình cảm giác nó rất là tôn dáng luôn. Tuy mình là người hobbit ấy, nhưng mà khi mà mặc vào cảm giác như kiểu high kiss in the room luôn á. Quần lót ở trong cái tủ đồ định kỳ này của Coolmade thì nó lại đem cho mình một cái trải nghiệm hoàn toàn khác luôn. Nó êm ái này, co giãn tốt này, mặc vào nói chung là thoải mái. Còn về cái đôi tất này thì nó khá là êm và mịn, nói chung là rất thích hợp với một người bị viêm cánh như mình. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đối với mình thì đây đều là những sản phẩm rất là cần thiết với các bạn nam. Áo này, quần short này, quần lót này, tất này, khẩu trang này. Nói chung là bạn có thể mua tất cả mọi thứ ở Coolmade mà không phải mua lẻ tẻ ở nhiều nơi. Mà cái trải nghiệm đặt hàng nó rất là nhanh, kể cả là giao hàng nữa luôn. Đúng là thời đại 4.0 có khác, alo chốt đơn phát có hàng mặc luôn. Không phải nói nhiều. À đúng rồi, họ còn cho đổi trả miễn phí trong vòng 45 ngày nếu mà không vừa size hoặc là bất kỳ một cái lý do nào đấy. Nói chung là dễ tính nhá. Mình thấy đây là một dịch vụ nó rất là mới mẻ và tiện lợi. Và cái trải nghiệm mua sắm mà mình có được nó cũng rất là hay ho và thú vị. Tất cả những cái số quần áo rồi những cái sản phẩm phụ kiện như này mình mua thì mình thấy nó rất là đáng đồng tiền. Và đấy là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong video lần này. Ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn mình xuất hiện nhiều hơn, xuất hiện mình với những cái chủ đề mà các bạn muốn thì các bạn hãy để lại dưới phần comment. Mình sẽ cố gắng thực hiện hết trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.